Đối với tôi, nấu ăn là một hành trình tràn đầy niềm vui. Mỗi loại nguyên liệu đều mang lại những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Và khi bạn kết hợp hai nền văn hóa khác nhau thì hành trình đó càng trở nên tuyệt vời hơn. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn mới của tôi, đó là món gỏi vịt măng chua. Món ăn này thì được kết hợp giữa nguyên liệu châu Âu và nguyên liệu Việt Nam với những cái tiêu chí cơ bản của nguyên liệu châu Âu: an toàn, chân thực, đa dạng, giá cả phải chăng và chất lượng cao. Tôi đảm bảo rằng các bạn có thể làm món ăn này cực kỳ dễ dàng ở nhà. Tôi sẽ sử dụng ức vịt đến từ nước Pháp. Và tại sao tôi dùng ức vịt Pháp? Bởi vì tất cả các sản phẩm thịt đến từ châu Âu đều không có chứa hormone, thuốc kháng sinh và chất phụ gia. An toàn trong sản xuất thực phẩm là một vấn đề rất quan trọng ở châu Âu. Các bạn thấy không? Kết cấu của miếng lườn vịt này rất là mềm và mịn, có một cái lớp mỡ mỏng ở phía dưới da rất là đẹp. Tôi sẽ khứa lên lườn vịt để tạo ra những cái ô vuông. Rắc một chút muối và một chút tiêu lên trên miếng da vịt. Rồi, tôi sẽ cho vịt vào trong chảo để rán. Không cần cho bất cứ một chút dầu ăn nào hay là một chút mỡ nào vào đây cả, bởi vì là phần da của vịt có rất là nhiều mỡ, nó sẽ tiết ra từ từ. Rồi. Sau khi áp chảo vịt khoảng 3 đến 4 phút thì tôi sẽ có một miếng vịt rất là đẹp và tôi sẽ để ra ngoài khay để cho miếng vịt được nghỉ. Trong lúc chờ lườn vịt nghỉ thì tôi sẽ luộc măng. Tôi sẽ sử dụng măng chua và luộc sơ qua. Măng luộc khoảng 2 phút thì chúng ta sẽ bỏ ra và làm nguội ngay lập tức. Tôi sẽ cho nước lạnh vào và một vài viên đá. Cắt măng thành miếng nhỏ vừa ăn. Tôi sẽ sử dụng mơ khô, một loại mơ rất nổi tiếng của Ba Lan. Nó có vị ngọt tự nhiên, giúp cho món ăn được cân bằng vị giác một cách hoàn hảo. Cắt mơ thành các lát nhỏ. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng quả ô liu không hạt của Tây Ban Nha. Đây là một sản phẩm cao cấp, nó có hương vị đậm đà và có thể sử dụng và áp dụng cho nhiều món ăn của Việt Nam. Tôi sẽ cắt đôi quả ô liu và cho vào cùng với măng, kết hợp với một chút hành khô và lạc rang. Để làm nước sốt, tôi sẽ sử dụng một số loại nguyên liệu và gia vị của Việt Nam. Bạn có thể xem danh sách tại đây. Tôi sẽ cho đường và nước cốt chanh. Sau đó tôi sẽ cho nước mắm, tỏi, gừng, chúng ta sẽ băm cùng với nhau, ớt, thái chỉ. Sau khi để ức vịt được nghỉ khoảng 5 đến 7 phút thì tôi sẽ cho quay trở lại chảo và rán cùng với bơ. Không gì có thể so sánh được với bơ của châu Âu. Ở đây tôi sẽ sử dụng bơ của Đan Mạch, một đất nước có truyền thống lâu đời sản xuất các sản phẩm từ sữa một cách độc đáo, bao gồm một trong số những loại phô mai mà tôi yêu thích, đó là phô mai xanh hay còn gọi là Dana Blue. Chúng ta sẽ cho bơ tan chảy và khi đạt đến nhiệt độ nhất định rồi thì bơ sẽ chuyển qua màu nâu. Lúc này thì tôi sẽ sử dụng thìa và múc từng thìa bơ xối lên trên miếng lườn vịt. Mùi bơ đã bắt đầu rất thơm rồi. Sau khi xối bơ khoảng 3 phút thì tôi sẽ lấy lườn vịt ra và tiếp tục để lườn vịt nghỉ thêm khoảng 3 phút nữa trước khi chúng ta cắt. Rội sốt vào với salad, sau đó sẽ trộn đều lên. Để hoàn thiện món ăn này, tôi sẽ cắt lườn vịt và cho ra đĩa. Hãy nhìn màu hồng và kết cấu của ức vịt khi kết hợp với bơ châu Âu. Màu hồng rất là hoàn hảo. Tiếp theo đó là sẽ đặt các thành phần còn lại lên. Bạn có thể cho thêm một chút rau xanh cho món salad này. Ở đây tôi sẽ sử dụng rau roca của Ý, một loại rau xanh được trồng ở trong điều kiện an toàn và hạn chế thuốc trừ sâu và phân bón. Cuối cùng tôi sẽ rắc lên một chút lạc. Thực sự là việc kết hợp giữa nguyên liệu địa phương của chúng ta với nguyên liệu chất lượng đặc trưng của châu Âu hoàn toàn không khó, phải không ạ? Món ăn này có đầy đủ các hương vị phong phú, đặc trưng với nơi xuất xứ ra các sản phẩm này. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích các nguyên liệu châu Âu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món ăn này khi cùng thưởng thức với gia đình và bạn bè. Đừng quên ghé thăm website foodmatcheu.vn để biết thêm nhiều công thức nấu ăn hay và thông tin hữu ích khác.